Nhân tiện gặp Mao Ca thần tượng của tất cả anh em chúng ta đấy thì cũng thay mặt anh em hỏi Cương, em có thể chia sẻ ba bí quyết đi nào để được thành công trên YouTube được như Tam Mao TV. Nếu mà để mà làm YouTube bây giờ thì một là phải có một cái gì nó đặc biệt một chút. Mao đệ cũng khá là đặc biệt. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Mình nắm vững kiến thức YouTube là cái thứ hai. Thứ ba nữa là phải có may mắn nữa anh ạ. Nhưng mà có một cái như này này, anh nghĩ là có một cái như này mà gọi là kể cả em không có gì đặc biệt thì em cũng sẽ rất thành công này. Có một cái như này này, anh nghĩ là có một cái như này mà gọi là kể cả em không có gì đặc biệt thì em cũng sẽ rất thành công này. Em rất là chính mình. Đấy, chẳng hạn như đấy, lên sóng cái áo ba lỗ này là cái thương hiệu của, nhãn hiệu là Tam Mao TV nhưng mà thương hiệu là cái đầu, rồi cái quần áo đồ các kiểu, em rất là chính mình. Cái đấy thì tiếng Anh nó gọi là charisma ấy. Cái đấy là cái gọi là cái mấu chốt để gọi là trở thành một kênh lớn hay không là đó. Tất nhiên là người ta có thể thành công, có thể view lên view xuống này nọ, nhưng mà thành công hay không là phải có thân thái ấy. Thì cái đấy là em tự nhiên có như thế hay là em rèn luyện hay là như thế nào, làm sao để có được cái đấy? Cũng nói chung là mới đầu thì cũng ngại ngại, nhưng mà sau dần dần thì mình làm á quen. Thế là bây Quen giờ hả? quen mặc Phải áo tố thì quần đi đâu cũng thế suốt ngày, chân việc là chính mình quên đúng dép rồi, đi ăn cỗ đi xong rồi đi chân đất về. không? Đấy, như anh chẳng hạn, như anh ở trên sóng là tươi cười vui vẻ như này thôi, nhưng mà ra ngoài á, đứa nào tào lao rồi. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nhưng mà anh thấy em đấy lên sóng rất là chính mình. Hay là anh gặp em ở ngoài rồi cũng thế, Tam Mao ở ngoài đời cũng giống như trên tivi Vâng, em thôi. hợp thế. Anh em nha, nhớ nha. Đấy, thứ nhất mình nên tạo ra một cái gì đặc biệt cho mình này. Thứ hai là phải có kiến thức về về YouTube, phải hiểu về cái hệ thống phân phối nội dung của YouTube. Thứ ba là có một chút may mắn. Một cái mấu chốt cũng khá là quan trọng là phải là chính mình. Phải là chính mình, như thế thì mới đường mới bền bỉ lâu dài, càng làm mình mới gọi là gì, càng có năng lượng, càng có cảm hứng được, đúng không? Mình làm nghề sáng tạo mà.